Quách Phác được coi là ông tổ của thuật phong thủy Trung Hoa. Ông có tên chữ là Cảnh Thuần, sinh năm 276, mất năm 324 sau công nguyên vào thời nhà Tấn, sống ở Hà Đông nay là tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Sách Thái Bình Quảng ký có chép, Quách là người uyên bác, biết hết thiên văn, địa lý, các sách bói toán, bốc dịch cho tới phong thủy, biết được cả chuyện quỷ thần, không nghề nào là không giỏi. Trong sách này, Quách Phác được miêu tả như một người nửa thần nửa người, nửa âm, nửa dương, không chỉ biết được tất cả mọi việc trong thiên hạ mà còn biết cả chuyện cõi âm. Ông là người duy nhất trong lịch sử phong thủy Trung Hoa dự đoán chính xác ngày chết của mình. Ông để lại cho hậu thế những kiệt tác kinh điển như táng thư coi mộ phần và thuật tướng địa xem thế đất. Các thuật ngữ và tri thức căn bản về phong thủy của các phái phong thủy hiện nay đa phần đều lấy ra từ sách của ông. Để biết ông tài giỏi ra sao, mời các bạn xem phần tiếp theo nhé. Tiếp nối video ông tổ phong thủy Trung Hoa Quách Phác, mình xin chia sẻ điển tích đã làm nên tên tuổi của ông. Trung Quốc thời bấy giờ đã rất coi trọng việc chôn cất người thân, nhất là đối với mộ phần của cha mẹ, tổ tiên. Vào thời điểm Quách Phác còn chưa nổi tiếng thì không may mẹ của ông qua đời. Ông đã đi khắp nơi khu vực ở quê hương ông để tìm nơi chôn cất cho mẹ. Cuối cùng ông quyết định chôn mẹ mình ở nơi cách dòng sông chừng 100 bước. Mọi người trong làng ai cũng phản đối ông vì đây là nơi cứ hễ mùa mưa đến là sẽ bị ngập nước. Ngay cả những bạn học về phong thủy cũng phản đối ông, nhưng Quách Phác nhất định không nghe mà kiên định với lựa chọn của mình. Điều bất ngờ đã xảy ra vài năm sau đó, dòng sông đã thay đổi dòng chảy, nơi đặt mộ của mẹ ông không còn bị nước nhấn chìm, chẳng những vậy xung quanh còn tạo thành cánh đồng dâu tươi tốt. Sự kiện này đã làm cho tên tuổi của Quách Phác trở nên nổi tiếng. Tiếp nối video ông tổ phong thủy Trung Hoa Quách Phác phần 2 thì hôm nay sẽ là phần 4, quên phần 3 các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ kể một điển tích làm tên tuổi của ông vang xa hơn nữa. Chuyện kể rằng sau khi tiếng tăm về tài chọn đất đặt mộ của Quách Phác vang đến tai Tấn Nguyên Đế, cũng am hiểu về thuật chọn mộ, ông không tin là Quách Phác thực sự tài giỏi nên muốn đích thân đến xem thử. Trên đường đi, ông tình cờ gặp một người đang đào huyệt mộ ở một vị trí rất đẹp, ông bèn hỏi vì sao lại tìm được mảnh đất này vậy. Người đào huyệt trả lời, đây là Quách Phác tiên sinh đã chọn cho tôi, ông ấy nói nếu đào huyệt chỗ này thì không đến 3 năm tôi sẽ gặp được thiên tử. Tấn Nguyên Đế rất tức giận hỏi, người định chôn ở nơi này để trong nhà có thể sinh ra một thiên tử đúng không? Người đào huyệt phá lên cười lớn, không phải nhà tôi sinh thiên tử mà thiên tử sẽ đến đây mà thôi. Đến lúc này Tấn Nguyên Đế mới chột dạ, chính mình là thiên tử đây chứ ai. Nghĩ vậy ông thấy rất nể phục và quyết gặp Quách Phác cho bằng được. Quách Phác, ông tổ phong thủy Trung Hoa, nhà phong thủy duy nhất có thể dự đoán chính xác ngày mất của mình. Các bạn hãy cùng theo dõi tiếp những câu chuyện thú vị về ông nhé. Trong sách Nam Sử phần Trương Dụ kể rằng, khi bà nội của Trương Dụ qua đời, Trương Dụ liền mời Quách Phác xem phong thủy và chọn nơi đặt huyệt mộ cho bà của mình. Quách Phác nghiên cứu một hồi lâu, ông nói, nếu chôn huyệt mộ ở vị trí thứ nhất thì ông có thể sống tới 100 tuổi, giữ chức quan hàng đầu trong triều nhưng con cháu lại không được dư giả. Nếu chôn huyệt mộ ở vị trí thứ hai, chức quan của ông sẽ không thăng tiến được nữa, mà tuổi thọ cũng không quá được 50 tuổi nhưng con cháu lại được hưng vượng giàu sang phú quý. Trương Dụ nghe xong chẳng cần phải suy nghĩ, lựa chọn ngay vị trí thứ hai vì ông cho rằng chỉ cần con cháu được sung sướng thì ông không ngại cắt bớt tuổi thọ của mình. Sự thực sau đó diễn ra đúng như lời Quách Phác tiên đoán, Trương Dụ qua đời khi mới hơn 40 tuổi nhưng con cháu của ông thì lại làm quan to và vô cùng giàu có. Lúc bấy giờ ở Dương Châu có một viên quan tên là Cố Cầu. Vì mẹ mất sớm, chị gái là người chăm sóc cho ông từ bé nên ông coi chị như người mẹ thứ hai của mình. Bỗng nhiên chị của ông mắc một căn bệnh nan y, Cố Cầu đã tìm thầy thuốc khắp nơi nhưng không ai có thể chữa được. Nhiều năm trôi qua, Cố Cầu đã đỗ đạt làm quan nhưng bệnh tình của chị ông vẫn không có chuyển biến gì. Đến lúc này ông nghe danh Quách Phác là người có thể biết hết mọi chuyện trên đời, ông bèn mời Quách Phác đến bốc cho chị mình một quẻ xem sao mãi không khỏi bệnh. Quách Phác sau khi bốc quẻ bèn nói, tổ tiên của nhà họ Cố trước đây từng đánh chết một con rắn tinh, do vậy phần mộ tổ tiên không được yên nên con cháu sinh bệnh tật. Cố Cầu sau đó tra cứu lại gia phả thì quả thực có chuyện đó từng xảy ra. Sau đó Cố Cầu đã nhờ Quách Phác làm lễ tạ tội với rắn tinh, từ đó người chị hoàn toàn khỏi bệnh. Quách Phác lúc bấy giờ chưa nổi tiếng, ông đến phụ việc cho quan thái thú Hồ Mạnh Khang. Trong thời gian làm ở nhà quan, Quách Phác thấy cô tỷ nữ xinh đẹp nên đã phải lòng cô. Tuy nhiên lúc này trong tay ông đang chưa có địa vị mà túi cũng không có một xu nên vô cùng đau đầu. Sau nhiều đêm này vắt chân lên chán mà làm sao vắt được vậy thì mình cũng chưa nghĩ ra, nhưng cuối cùng Quách Phác cũng nghĩ ra cách để có được người đẹp. Đêm hôm đó ông rắc đậu đỏ xung quanh nhà họ Hồ rồi yểm phép. Sáng hôm sau quan thức dậy trong lúc mơ màng thấy xung quanh như có hàng ngàn người mặc áo đỏ vây quanh nên vô cùng hoảng sợ. Cứ như vậy trong nhiều ngày vị quan bèn kể cho Quách Phác. Chỉ đợi có thế Quách Phác nói trong nhà có một tỷ nữ mệnh tương khắc với căn nhà này, phải bán người này đi với giá rẻ thì mới hóa giải được. Tin lời Quách Phác, vị quan vội bán người tỷ nữ đi, còn Quách Phác thì cũng đã nhờ người chờ sẵn để mua tỷ nữ về. Từ đó vị quan không còn thấy những người áo đỏ nữa nên vô cùng nể phục Quách Phác mà không nghĩ mình bị lừa. Quách Phác có một người bạn thân tên Hoàn Di thường lui tới nhà chơi. Vì là bạn thân nên mỗi lần đến Hoàn Di thường xông thẳng vào nhà mà không thèm giữ kẽ. Mỗi lần Hoàn Di bước vào lại bắt gặp Quách Phác đang vui vẻ với nhân tình. Để tránh tình huống không may xảy ra, Quách Phác bèn nói với Hoàn Di. Hoàn Di à, mỗi lần ông đến chơi đều có thể vào thẳng nhà không cần kiêng nể gì, tuy nhiên tuyệt đối không được vào gian phòng phía tây, nếu không chúng ta sẽ gặp tai họa. Hoàn Di nghe xong nhưng không hề để tâm. Một hôm sau khi uống rượu say, Hoàn Di đi đến nhà Quách Phác tìm bạn nhưng tìm mãi không thấy. Chỉ còn mỗi căn phòng phía tây là chưa tìm, ông liền xông vào thì thấy bạn mình đang cởi trần, miệng ngậm dao, tóc tai rũ rượi, hình như đang tế lễ. Quách Phác nhìn thấy Hoàn Di hốt hoảng nói: hai chúng ta chết tới nơi rồi. Quả thực ít lâu sau vương đội có ý định mưu phản nên nhờ Quách Phác bói một quẻ. Biết nói ra sẽ mất mạng nhưng vì là người ngay thẳng nên Quách Phác không ngần ngại nói nếu làm phản sẽ không thành. Vương đội nghe thấy việc lớn của mình chưa làm đã không thành bèn tức giận giết chết Quách Phác. Còn bây giờ, các bạn đừng chần chừ mà nhấp ngay vào nút đăng ký để là người nhận sớm nhất các video mới của mình. Và nếu có ý kiến hãy để lại dưới phần bình luận, mình luôn biết ơn và sẵn sàng lắng nghe các phản hồi của các bạn với mục tiêu cố gắng hết mình để mang đến các bạn những video hữu ích và thú vị nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn.